Bí mật của ba con quỷ. Chú hai này, ba mất cũng gần được một tháng rồi. Anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ. Thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ. Em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được? Chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cây trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai, mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Nước ư? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi. Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy. Ta cũng bắt được ba người.
nghĩ lại mà vẫn còn thơm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi! Khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi. Ống sáo kỳ diệu. Ngày xưa có một chàng trai mồ côi chăm chỉ, từ bé đã làm công cho một nhà chủ giàu có nhưng keo kiệt. Ngày nào cũng vậy, tất cả việc nặng nhọc trong nhà anh đều một mình gánh vác. Nghỉ ngơi một chút đã nào cậu Sam. Tôi cuốc nốt thửa đất này cho khỏi dở việc ấy mà. Chắc anh phải được trả tiền công hậu lắm. Ông chủ nói tiền tôi ăn rồi nhà kho ông ấy để tôi ở, tính ra còn quá cả tiền công rồi. Trời ơi, sao cậu cả tin đến thế? Công là công chứ, cậu phải đòi ông ta trả ngay đi. Nếu được như vậy, tôi cũng muốn được trả chút ít, muốn đi đây đó cho biết thiên hạ. Mấy tên thương nhân lại tọc bạch gì rồi. Nhưng không sao, rồi ta sẽ lại lừa được đứa khác nhanh thôi. Thưa ông chủ, xin ông thương tình trả tiền công xứng đáng. Tôi muốn đi khắp đây đó để cho biết thiên hạ ạ. Giờ anh muốn đi thì ta sẽ trả đủ, không thiếu đồng nào. Đây, ta trả cho anh mỗi năm một shilin, 10 năm là 10 shilin, lớn lắm đấy. Bao nhiêu vàng còn chưa đổi được. Cảm ơn ông chủ. Chàng trai hiền lành chẳng được tiêu đếm tiền bao giờ. Anh không hay biết 10 shilin còn chưa bằng gốc một đồng tiền vàng nhỏ. Giờ thì mình cũng đầy túi tiền, hai hồ chui vui khắp chốn. Chàng trai cứ thế vừa đi vừa thổi sáo. Khi anh đến quảng rừng nọ thì bỗng có một người tí hon xuất hiện. Đi đâu vậy anh bạn vui tính? Bác là... chớ có ngạc nhiên, tôi là người tí hon. Nghe tiếng sáo anh hay quá nên tôi ra gặp anh đấy. Hình như anh chẳng có gì để lo lắng cả. À, ra là thế, chào bác tí hon. Sao tôi lại buồn nhỉ? Đầy túi kêu rủng rỉnh toàn tiền là tiền đây này. Kho báu của anh là bao nhiêu thế? Những 10 shilin đấy. Hả? Anh nói sao? Nhiều lắm phải không? Tiền công 10 năm trời đi làm công, chủ tôi đã trả cho tôi đấy. Tôi đã có tuổi rồi, giá mà có được những đồng shilin này thì tốt biết mấy. Bác ấy đúng là lớn tuổi rồi, lại bé nhỏ thế, khó mà mưu sinh thật. Mình cũng sức phốc, sẽ làm ra thôi. Bác cầm lấy đi, tôi tặng bác cả. Anh cho tôi cả mà không cần gì cho mình sao? Tình cờ tôi gặp bác ở đây cũng là có duyên, phải giúp bác chứ. À vậy tôi nhận tấm lòng cậu, tôi cũng không có gì. À nhưng thấy cậu thổi sáo hay như vậy, hẳn phải yêu âm nhạc lắm. À tôi tặng cậu ống sáo này, thổi hơi đầu thì chim trên trời xa xuống, còn từ hơi thứ hai trở đi thì tất cả mọi người quanh cậu đều nhảy múa và chỉ dừng khi cậu dừng thổi. Ha, tuyệt vời, cảm ơn bác nha. Kỳ diệu quá. Tôi tin là anh không chỉ sống tốt mà sẽ giúp đỡ được nhiều người khác. Thật là không tốn chút sức nào mà có ngay cả đống tiền. Người kia hẳn là kẻ xấu đáng ngờ. Bọc vàng kia chắc chắn không phải của hắn. Giá mà lũ chim kia rơi vào tay của mình cả. Chim sẽ rơi ngay bây giờ cho coi. Mau vào bụi mà lấy đi kìa. Hả? Anh bạn tài thế, phải lách gai vào lấy tiệt hết mới được. Sáo càng thổi càng du dương, kẻ đáng ngờ mà chàng trai gặp càng nhảy không ngừng, gai kéo níu rách hết áo quần, đâm tê tái khắp người hắn. Xin đừng thổi nữa, dừng lại mau lên, đừng thổi nữa. Ngươi không phải người tốt đẹp gì, để gai đâm cho ngươi nhớ đời. Ôi trời ơi, xin tha cho tôi, tôi xin nộp túi vàng này. Nếu anh hào phóng như vậy thì tôi sẽ ngưng thổi sáo. Nhân tiện anh bạn nhảy cũng khá đấy. Tên thổi sáo đáng chết, ta sẽ khiến người bị đánh như tử để trả món nợ hôm nay. Vàng này mình sẽ đem đi chia cho những người còn nghèo khó trên hành trình mình đi qua. Thưa ngài, ngài giữa ban ngày mà có kẻ dám cướp của, đánh người rồi lấy đi bọc vàng tôi tích góp bao lâu? Có chuyện như vậy sao? Hắn đã dùng kiếm đâm anh phải không? Thưa ngài, hắn chẳng có đao kiếm, chỉ có duy nhất một ống sáo. Chắc hắn vẫn chưa ra khỏi khu rừng phía tây đâu. Quan tòa cho lính đi lùng bắt,
Họ tìm ra anh với bọc vàng và ống sáo dắt theo người. Chính hắn nói nếu tôi ngừng thổi sáo, hắn sẽ cho tôi túi tiền. Có trời chứng giám, kẻ nói dối. Ngừng thổi sáo mà lại được bọc vàng to thế kia thì ta ngừng nói luôn cũng được, đem treo cổ không thể dung tha. Dám động vào ta, giờ thì mày được thưởng xứng công nha. Xin cho tôi được nói một nguyện vọng trước khi chết. Nguyện vọng của kẻ sắp lìa đời ta đều sẽ đáp ứng. Tôi chỉ xin được thổi ống sáo của mình lần cuối. Thưa quan tòa, không được để nó thổi sáo. Tại sao lại không cho nó được hưởng giây phút thỏa nguyện? Mau đặt sáo lên cho nó thổi đi. Ôi trời đất, ai đó hãy trói tôi lại. Tiếng sáo du dương vừa mới vang lên thì tất thảy mọi người đều nhảy loạn xạ. Tên lính giữ dây trói chàng trai cũng buông dây mà nhảy. Dừng lại ngay cho ta. Ta thà chết cho ngươi, hãy ngừng thổi sáo ngay. Nói ngay, người đấy ở đâu ra vàng? Bằng không ta lại thổi sáo bây giờ. Xin đừng thổi nữa. Vàng ấy là do tôi ăn cắp. Là tôi hứa đưa anh chứ không phải anh lấy của tôi. To gan, dám lôi ta ra làm trò đùa. Lập tức tống ngục thẩm tra. Thế là Sam lại chu du khắp chốn, giúp ích cho nhiều người. Giờ thì anh đã biết giá trị của 10 si linh. Còn lão chủ khi hay tin anh với ống sáo kỳ diệu thì đâm sợ anh sẽ quay lại tính sổ. Từ đó hắn không dám đối xử với người làm công nào tệ bạc nữa. Ngày bí ẩn của người vợ. Anh đã tỉnh lại rồi hả? Tôi đang ở đâu thế này? Anh bị thương, nằm bất tỉnh ở đây đã 3 ngày 3 đêm rồi. Nè, mặc dù tỉnh lại rồi nhưng anh chưa bình phục hoàn toàn đâu. Hãy nằm ở đây thêm thời gian nữa để dưỡng thương đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh. Cảm ơn cô. Chuyện kể rằng năm đó, Sedan, chàng trai thợ săn rắn rỏi, trong lần đi săn đã gặp nạn. May thay có người con gái xinh đẹp trong rừng giúp cho chàng. Nhờ bàn tay chăm sóc của nàng, chàng đã tỉnh dậy. Ngày qua ngày nằm dưỡng thương trong hang. Chứng kiến sự tận tình chăm sóc của người đẹp xa lạ, chàng đem lòng yêu nàng từ lúc nào không hay. Mina, nếu không có nàng, chắc ta đã bỏ mạng ở rừng sâu này rồi. Chưa có một cô gái nào trên đời này lại vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng như Mina. Mình nhất định phải hỏi cưới nàng làm vợ. Thật may vết thương của anh sớm lành lại. Giờ thì anh có thể trở về làng được rồi đó. Có đi đâu thì cẩn thận nha. Tạm biệt anh. Tặng em. Mina, anh muốn lấy em làm vợ. Em đồng ý về làm vợ anh nha. Chúng ta sẽ cùng vì làng và sống thật hạnh phúc. Không được. Còn điều gì khiến em băn khoăn về anh sao? Hãy nói cho anh biết. Vì em, anh sẽ sửa đổi mọi thứ. Còn nếu không lấy được em, anh sẽ vô cùng đau buồn. Không phải. Thực ra là tôi không muốn lấy chồng. Nhưng tại sao lại thế? Con gái lớn lên, ai chẳng muốn lập gia đình. Cuộc sống sẽ ổn định hơn. Có vợ có chồng, sống chung và chia sẻ cùng nhau, chẳng phải là hạnh phúc ấm áp hơn sao? Dẫu biết là vậy, nhưng mà lấy chồng rồi sẽ không còn tự do. Cuộc sống bị gò bó. Với lại, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng bình yên đâu. Và kể cả khi em đã gặp được người mình thật sự yêu thương, em cũng không muốn kết duyên cùng người đó suốt đời ư? Thôi, anh hãy về đi. Không, anh sẽ không về đâu. Trừ khi em đồng ý làm vợ của anh thôi. Trong đường đạm này nhiều rắn rết lắm. Anh về đi, tôi không muốn lấy chồng mà. Anh không sợ bất cứ điều gì hết, chỉ sợ không lấy được em làm vợ mà thôi. Mina, gặp được em, anh đã đem lòng yêu em mất rồi. Xin lỗi anh.
Anh chàng này thật là bướng bỉnh, nhưng tại sao tim mình lại thấy đau nhói? Thôi được rồi, tôi bằng lòng lấy anh, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện gì anh cũng hứa hết, miễn là em đồng ý làm vợ của anh. Thật ra điều kiện cũng đơn giản lắm. Đó là hàng năm tôi xin được vắng nhà một ngày để đi xa. Anh có đồng ý hay không? Tưởng gì, chứ điều kiện đó có khó gì đối với anh đâu. Anh hứa sẽ đáp ứng cho em, sẽ không bao giờ làm em phải phiền lòng vì điều đó đâu. Từ hôm ấy, hai người nên vợ nên chồng. Cuộc sống của họ trôi qua rất hạnh phúc, không bao giờ to tiếng với nhau. Thời gian trôi qua, rồi cũng đến ngày tròn một năm ngày cưới. Mình à, ngày mai em sẽ vắng nhà một ngày đó nha. Mọi việc trong nhà anh tự lo liệu hen. Em định đi đâu những một ngày liền? Anh không nhớ lời hứa với em sao? Trước khi cưới, em đã nói hàng năm sẽ vắng nhà một ngày để đi xa mà. Anh suýt nữa quên. Được, được rồi, em cứ đi đi. Việc nhà để anh lo liệu cho. Em đi chỉ có một ngày thôi mà, có đáng gì đâu. Cảm ơn mình nha. Sao ngày hôm nay lại dài thế chứ? Vợ mình mới đi nửa ngày mà mình tưởng năm mấy tháng trôi qua rồi. Chẳng hiểu vợ mình đi đâu ta, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Chẳng hiểu vợ mình đi đâu ta, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Sao em đi gì mà lâu? Mình đừng quên điều kiện đã hứa với em đó. Ừ, đúng rồi, mình đã hứa với vợ từ ngày đầu. Đạp vị đại trượng phu, không thể nói hai lời được. Chỉ là anh lo cho em mà thôi. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua, Sedan cũng quên dần những vương vấn thắc mắc trong lòng. Nhưng một năm nữa lại trôi qua, rồi một năm nữa, cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng và lại trở về nhà vào lúc mặt trời mọc của ngày hôm sau. Lại đến ngày vợ đi vắng hay sao mà buồn thế hả anh Sedan? Đi vắng bí ẩn như thế thì cũng đáng lo thật. Tôi mà là anh á thì khó chịu lắm. Chưa kể vợ anh xinh đẹp nhất làng, nhiều người dòm ngó, mà cứ đều đặn mỗi năm đi như thế thì nguy. Em đi đâu về mà vui vẻ thế? Cứ mỗi khi đến hẹn đi về là mặt em lại rất hạnh phúc. Đó là chuyện bí mật của em anh à. Em định đi đâu những một ngày liền? Anh không nhớ lời hứa với em sao? Trước khi cưới, em đã nói hàng năm sẽ vắng nhà một ngày để đi xa mà. Anh suýt nữa quên. Được, được rồi, em cứ đi đi. Việc nhà để anh lo liệu cho. Em đi chỉ có một ngày thôi mà, có đáng gì đâu. Cảm ơn mình nha. Cô ấy chui vào bụi cây làm gì thế chứ? Sao vợ mình vào đó lâu thế? Giữa thành thiên bạch nhật thế này, tự nhiên lại lén lút chui vào đấy. Không lẽ có ai trong kia? Mình phải vào đó xem sao mới được. Trời ơi, một con rắn, nó giết vợ mình mất rồi. Là Mina. Trời ơi, tại sao lại là em hả Mina? Hãy nói anh biết sự thật là như thế nào đi. Em vốn không phải người bình thường, nhưng vì yêu anh, hàng năm cứ đến ngày này em lại biến thành rắn hổ mang để lột xác. Có như vậy thì em mới cởi bỏ hết những bực bội, giận dữ kìm nén trong suốt một năm qua. Đó chính là bí mật duy nhất của em mà hai vợ chồng mình đã thỏa thuận với nhau. Có như thế em mới có thể trở lại xinh đẹp hơn và dịu hiền, chiều chuộng chồng hơn,
để gia đình ta được êm ấm. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tin vợ của mình, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Trời ơi, vậy mà anh đã nghi ngờ em, không kiểm soát được sự tò mò của mình, để rồi thất hứa với em và gây ra chuyện này. Chính sự nghi hoặc và ghen tuông đã giết chết vợ của tôi rồi. Hạt lúa vàng, đức vua và người hành khất. Ngày xưa, ngày xưa, có một người hành khất vô cùng nghèo khó. Nghèo đến nỗi ông không nhớ nổi mình đã làm nghề hành khất từ bao giờ. Ngày ngày, ông lang thang qua những thị trấn, những ngôi làng, bất cứ đâu mà ông có thể xin được chút gì bỏ bụng. Có những ngày, số tiền mà ông xin được chẳng đủ để mua được một ổ bánh mì. Một ngày nọ, ngồi cả ngày mà không được gì, trong khi trời đã sầm tối, ông lặng lẽ rời đi tìm cho mình một chỗ trú qua đêm và bất ngờ lạc đến một ngôi đền cũ không người qua lại. Ngôi đền cũ kỹ quá, mình phải dọn dẹp qua rồi mới ngủ được. Nghĩ vậy, người hành khất liền xắn tay lên dọn dẹp, đồng thời phủi qua lớp bụi bám dày trên những bức tượng. Dọn dẹp xong, ông lập tức lăn ra ngủ. Trong cơn mơ, ông thấy một người đàn ông khắp người phát ánh hào quang từ từ tiến về phía mình. Cảm ơn ông đã giúp ta dọn dẹp ngôi đền. Ông là ai thế? Ta là chủ nhân của ngôi đền này. Để trả ơn ông, ta sẽ tặng ông một món quà đặc biệt. Ngày mai tỉnh dậy, ông hãy đi thẳng về hướng Tây, sẽ tìm thấy một bào lúa lớn. Hãy tặng nó cho bất kỳ ai ngửa tay xin ông nha. Ông khoan đã. Thần linh báo mộng cho ta chăng? Ta chẳng qua chỉ là muốn chọn chỗ đi ngủ thôi mà. Thôi kệ, thần đã cho quà thì ta cứ nhận thôi. Sáng sớm hôm sau, người hành khất theo lời chỉ dẫn đi thẳng về hướng Tây. Hóa ra không phải là mơ, đúng là có bao lúa ở đây thật. Tối quá rồi, số lúa này đủ để mình đo bụng cả tháng. Ông ơi, ông có thể chia cho cháu một ít lúa được không ạ? Đã hai hôm nay, cháu không có gì bỏ vào bụng rồi. Không được, đây là lương thực của ta trong một tháng đấy. Dù sao cũng là ông nhặt được mà, ông chia cho cháu một ít với. Em cháu cũng phải nhịn đói mấy ngày nay rồi. Hãy tặng nó cho bất kỳ ai ngửa tay xin ông nha. Không được, đối khác bao lâu mới được quà trời cho. Bây giờ mang tặng thì ta còn cái gì? Nhặt được thì sao chứ, ta thấy trước thì nó là của ta. Bây giờ phải tìm chỗ giấu bào lúa này đi đã, kẻo có đứa nào nhìn thấy lại cướp mất của mình. Anh biết gì chưa? Hình như đức vua đang ở làng ta đấy. Thật sao? Mà sao biết đó là đức vua? Ông ấy ăn mặc sang trọng, dáng vẻ oai nghiêm, hơn nữa còn mang rất nhiều vàng đến phân phát. Không là vua thì còn là gì nữa? Có lẽ là đức vua biết làng ta đang đói kém nên mới tới đây cứu giúp mọi người. Vàng ư, mình gặp may rồi, vừa được bao lúa, lại gặp dịp nhà vua đi ngang qua, phải tới đó ngay mới được. Bao lúa nặng làm ta chậm trễ quá, thế này đến lượt ta thì phát hết vàng mất còn gì. Từng nén vàng lần lượt được cho đi, hồng vàng cứ thế vơi đi đáng kể, mà hàng người thì vẫn dài vô tận, khiến người hành khất đứng ngồi không yên. Cuối cùng cũng đến mình rồi. Thôi ngài, chỉ còn một nén vàng duy nhất thôi ạ. Vậy sao? Sao? Đợi mãi mới tới nơi mà chỉ còn một nén, thế thì ta trắng tay rồi. Ông làm gì thế? Vừa nãy mi còn ngang hàng với ta, sao giờ lại chen lên trước chứ? Định cướp vàng đúng không? Không đúng, rõ đằng cháu đứng trước ông kia mà.
Đúng vậy, chúng tôi làm chứng là cậu bé này đến trước ông. Nén vàng này phải là của cậu bé chứ. Các người, ông đã có một bao lúa to rồi còn gì, thế mà giờ ông còn muốn tranh của cháu nữa. Mi là ai mà ta phải cho chứ? Nếu là ta xin thì có được cho không? Ngài đang đùa hay sao? Ta không đùa. Ngươi có thể bố thí cho ta không? Bao nhiêu tùy ở ngươi. Nhà vua hỏi xin làm sao ta có thể từ chối được. Đúng là xui xẻo. Thế là người hành khất chán nản lấy ra từ trong bao lúa của mình một hạt lúa nhỏ nhất đưa cho nhà vua. Ngươi sẽ nhận lại xứng đáng với những gì ngươi ban tặng. Sau đó nhà vua lên xe rời đi trong sự ngạc nhiên của người hành khất. Nhưng thật bất ngờ, trong tay người hành khất hiện ra một hạt lúa bằng vàng nhỏ xíu, đúng bằng kích cỡ hạt lúa ông ta đã tặng cho nhà vua. Khoan đã, tôi còn nhiều gạo lắm, ngài hãy dừng lại đi. Người hành khất cố gắng đuổi theo, nhưng cỗ xe đã đi rất xa và nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt. Chết rồi, hạt vàng vừa nãy rơi đâu mất tiêu rồi. Vàng của ta đâu rồi? Ta là vị thần hóa thân thành nhà vua để thử lòng ngươi. Nếu ngay từ đầu ngươi chia sẻ cậu bé một ít gạo thì ngươi đã không đến chậm và nhận được vàng rồi. Và nếu ngươi chịu cho ta số lúa nhiều hơn cây hạt lúa nhỏ đó thì số vàng ngươi nhận được đã nhiều hơn gấp bội rồi. Bản thân ngươi quá ích kỷ, không chịu cho đi. Vậy thì đừng hy vọng nhận lại điều gì tốt đẹp từ người khác. Hoàng tử chăn lợn. Ngày xưa, tại một vương quốc nhỏ, có một chàng hoàng tử nhân hậu thông minh. Chàng có thú vui trồng trọt, nuôi dưỡng muôn thú và đặc biệt có tài sáng chế ra nhiều món đồ đặc biệt kỳ diệu. Đã đến lúc ta tìm cho mình một người bạn trăm năm. Hỡi bông hồng tuyệt mỹ của ta, ngươi sẽ bằng lòng làm món quà đặc biệt mà ta muốn dành tặng cho nàng. Người ta muốn lấy làm vợ chứ. Trong vương quốc của chàng có một cây hồng đặc biệt, năm năm mới ra hoa một lần, lại chỉ mọc có một đóa, nhưng đó là một đóa hồng thơm dịu đến nỗi chỉ ngửi thôi cũng đủ quên hết ưu phiền. Và chàng còn có một con chim họa mi hót hay tuyệt vời, khiến ai cũng phải ngất ngây say đắm. Hỡi chú chim họa mi mà ta vô cùng yêu quý, ngươi hãy bằng lòng theo ta làm món quà đặc biệt dành tặng cho nàng công chúa xinh đẹp. Người ta sẽ hỏi cưới làm vợ chứ. Dạ thưa hoàng đế, bên ngoài có vị hoàng tử dâng tặng hai món quà này và muốn xin cầu hôn công chúa ạ. Đó là thứ gì vậy? Ngươi đặt đây cho ta xem nào. Ước gì được con mèo con thì thú quá. Ồ, đẹp quá. Đẹp chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ mới đúng. Ồ, tâu phụ vương, hoa thật chứ không phải hoa giả, chả có gì thú vị. Ôi chao, là hoa hồng thật à. Hãy xem cái tráp kia đựng gì đã, rồi hãy bực mình cũng chưa vội. Ồ, tuyệt quá, dễ thương quá. Con chim này làm hạ thần nhớ lại cái hộp đựng thuốc bào, có mái hát của cố hoàng hậu, giống như hệt, từ giọng cho đến điệu. Đúng lắm, đúng lắm. Augustine, ta nghĩ đây là hoàng tử mà con nên chọn đấy. Không thể tin đây lại là một con họa mi thật, thật tầm thường. Ta không đồng ý với hoàng tử này, bảo chàng ta đi đi. Bị công chúa Augustine từ chối, nhưng chàng hoàng tử không hề nản lòng. Chàng liền nghĩ cách hóa trang thành người xấu xí vào cung điện, xin làm người hầu hạ để thử lòng nàng công chúa. Thánh thượng vạn tuế, cúi xin thánh thượng cho kẻ bề tôi vào hầu hạ trong hoàng cung. Có nhiều người xin việc quá rồi, nhưng ta cần một người chăn lợn. Nhà ngươi có làm được việc ấy không? Dạ, kẻ bề tôi này xin được nhận việc chăn lợn ạ. Thế là từ đó, người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần chuồng lợn. Chàng cầm củi suốt ngày để sáng chế một chiếc nồi xinh xắn, có gắn đầy nhạt. Ôi này, Augustine thân mến ơi, mọi việc đều như ý, như ý, như ý. Mỗi khi đặt nồi lên bếp, nhạc rung lên điệu khúc cổ xưa du dương làm say lòng người. Ôi này,
Augustine thân mến ơi, mọi việc đều như ý. Ôi, giai điệu thật tuyệt. Nó vang lên từ đâu vậy? Của ai? Dạ, chính của tên chăn lợn trong kinh thành. Ôi, sao tên chăn lợn lại có được cái tuyệt diệu như thế chứ? Vào hỏi hắn ta nó đáng giá bao nhiêu? Hắn ta bảo sao? Quân thô tục lại còn đòi 10 cái hôn của ta. Ôi này, ông Rustin thân mến ơi, mọi việc đều như ý, như ý, như ý. Chạy lại hỏi hắn ta có bằng lòng nhận 10 cái hôn của các cung nữ không? Không, xin cảm ơn. 10 cái hôn của công chúa kia, không thì xin cứ để nồi đấy cho tôi. Thôi đành, các người đứng vây lấy ta, đừng để ai trông thấy, cấm đứa nào bép xép, vì ta là con gái của hoàng đế, nghe rõ chưa? Một, hai, ba, bốn. Sau khi đưa chiếc nồi kỳ diệu cho công chúa, chàng hoàng tử chăn lợn lại sáng chế ra một nhạc cụ bằng gỗ hình tròn. Khi quay, nó phát ra điệu vals, điệu phi ngựa và các điệu nhảy vui tươi khác. Hay quá đi mất, ta chưa từng được nghe thứ nhạc mê ly ấy bao giờ. Vào hỏi hắn ta xem cái vật ấy đáng giá bao nhiêu. Nhưng lần này thế nào thì thế, ta cũng không hôn hắn đâu đấy. Dạ thưa, lần này anh ta đòi 100 cái hôn. Hắn bị điên sao? Phải khuyến khích nghệ thuật. Ta là con gái hoàng đế, vào bảo hắn là ta sẽ ban cho hắn 10 cái hôn như hôm qua. Còn bao nhiêu thì cung nữ của ta sẽ hôn cho đủ số. Hôn cái anh chàng thô lỗ ấy hả? Thì đã làm sao, đến ta đây cũng còn hôn được. Huống chi các ngươi là bề tôi, do ta nuôi cho ăn và trả tiền. Nhất định là 100 cái hôn của công chúa, không của bất kỳ ai. Thôi được, các ngươi hãy đứng vây lấy ta, làm nhanh, chứ để cha ta biết. 91, 92, 93, 94. Thế này là thế nào? Cút ngay, cút ngay khỏi đây cho ta. Thật là mất mặt quá. Thế là chàng chăn lợn và công chúa bị đuổi ra khỏi vương quốc. Khổ thân cho tôi, chẳng thà ngay từ đầu bằng lòng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hay hơn không, để bây giờ theo tên chăn lợn bẩn thỉu thế này. Người, chàng là ai? Ta chính là hoàng tử đã mang tặng nàng bông hồng và con chim họa mi quý. Nhưng nàng đã không muốn yêu một chàng hoàng tử thật thà, chân thành, không hiểu giá trị của món quà quý ta tặng nàng. Vậy mà chỉ vì những vật nhỏ mọn mà nàng chấp nhận hôn một tên chăn lợn để có cho bằng được. Ôi, vậy ư, chàng hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp xin được làm vợ chàng mãi mãi. Muộn rồi, dù đã mất nhiều công sức để có được nàng, nhưng ta không vì thế mà chấp nhận một người con gái không biết trân trọng tình yêu. Nàng hãy đi đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.